Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 51. Tính tâm khó tìm. Sau khi chùa Tây Lạc Viên được thành lập, bà cư sĩ họ La thường đến chùa lễ Phật. Bà có một người con trai kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con, nên bà than thở với ngài: "Sư phụ, xin ngài từ bi giúp mà khẩn cầu dùm chư Phật Bồ Tát ban cho con một đứa cháu nội." Nghe xong, ngài chỉ mỉm cười. Một hôm, ngài từ ngoài làng trở về chùa và đang rửa chân trong một thau nước. Ngay lúc ấy có tiếng len keng của phong linh, tức chuông gió, ngoài cửa vườn. Thì ra là bà La vừa mới đến. Khi lễ Phật xong, bà chạy đến quỳ lại dưới chân ngài, thúc thích khóc, vang lơn: "Sư phụ, xin ngài từ bi ban cho con một đứa cháu trai ạ. Gia đình con thật hiếm hoi, nên con chỉ cầu có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nếu không thì con còn mặt mũi nào để nhìn thấy tổ tiên họ La? Nay con thành tâm quỳ trước sư phụ, chỉ cần sư phụ ban dạy, dù bất cứ chuyện gì, con nguyện đều sẽ y theo." Bà thầm nghĩ chắc ngài sẽ dạy bà phát tâm đúc tượng Phật, in kinh hay tu sửa chùa chiền, vân vân, thì bà sẽ rất hoan hỷ làm theo. Tín tâm của bà lớn như vậy à? Thuở xưa, người đệ tử nhất nhất tuân lời sư phụ, dù phải hy sinh tánh mạng, vì họ xả thân được tất cả nên tín tâm mới kiên cố như thế. Việc này thật không dễ làm đâu. "Sư phụ, chỉ cần có được một đứa cháu trai thì việc gì con cũng nghe sư phụ cả." "Thế thì tôi sẽ giúp bà mãn nguyện. Vậy bà có dám uống nước rửa chân trong thau này không?" "Hả?" Dẫu có nằm mơ đi chăng nữa, bà La cũng không thể ngờ là ngài lại bảo bà như thế. Bà há miệng trừng mắt đứng chết trân. Ngoài trừ người có trí huệ không bị dính mắc bởi sáu trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chớ ai mà lại dám uống nước dơ trong thau như vậy. Sau một hồi lâu, biết bà không thể nào làm nổi, nên ngài tự bưng thau nước lên, vừa uống vừa nói: "Đây là nước cam lồ đấy." Thấy vậy, bà hốt hoảng hối hận thưa: "Sư phụ, để con uống." Nếu bà sớm uống nước này thì không chừng bà sẽ có được một đứa cháu trai trọn lòng ước mong rồi. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Thật là chua xót, bà La không cầm được nước mắt, khóc tức tưởi nói: "Sư phụ, còn có còn cơ hội nào nữa không vậy?" Sau này, ở nhà bà nên ngày ngày thành tâm thành ý niệm Phật. Vì Phật và Bồ Tát rất linh cảm, nếu có cầu tất sẽ có ứng. Vài năm sau đó, bà La thật đã được một đứa cháu trai đúng như ý. Bà rất đỗi vui mừng. Chúng ta muốn thành công trong việc gì, điều cốt yếu là cần phải có tín tâm kiên cố và ý chí cương quyết không gì lay chuyển được. Nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm. Có như vậy thì mới sự bán công bội, tức chỉ cần dụng công một ít mà đạt quả gấp bội. Ha ha ha, 问什么的说